大家好，欢迎收看飞燕传媒。这是一辆起重机，也叫吊车。哎呦，绿色的巴士，他们一起玩那个粉色的球。Được rồi, anh đã có cách, em đừng lo. Anh đưa cần lên, em cứ theo đó mà xuống nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Mà sao em lại trèo lên đó, chơi nguy hiểm như vậy? Dạ không, câu chuyện là thế này. Em đang đứng chơi, đợi mẹ về. Bỗng trời nổi một cơn lốc xoáy, cuốn em bay đến ngọn đồi này đấy. Mẹ về rồi này, xe buýt tây ơi. Bóng của con này. Xe buýt ơi, con đi đâu rồi? Mẹ bảo con đứng yên chờ mẹ mà, con đi đâu rồi? Hóa ra câu chuyện là như vậy. Bây giờ anh đi em về nhà, chờ mẹ mau. Dạ vâng ạ. Quả bóng đây rồi. Vậy mẹ em đi đâu nhỉ? Mẹ ơi. Là tiếng của xe. Ây da, chạy chưa? Cố lên nào. Mẹ đây. Ây da. Ôi không. Mình nhận được tín hiệu kêu cứu. Nên đưa thôi. Xe cần cầu tới đây. Bạn đừng lo nhé. Mình vừa nhận được thông báo, xe cần cầu nhỏ đã đưa xe buýt Tây Ơ về nhà an toàn. Ôi mừng quá, vậy tớ phải về nhà ngay. Mình sẽ đi cùng bạn. Hoan hô, em cần cầu giỏi quá. Con yêu của mẹ đây rồi, mẹ lo cho con nhiều lắm đấy. Cảm ơn các bạn xe cần cầu đã giúp đỡ mẹ con mình tìm thấy nhau.